Cái máy Smith nó quan trọng nhất là cái thanh barbell này nó phải thẳng, cái trục nó phải ok, cái đó là cái quan trọng nhất thôi. Còn cái khung máy nó chắc thì chuyện thì đó là chuyện bình thường. Đó, chỗ này gồng chưa? Rồi, cứng ngắc luôn rồi đó, được rồi đó. Thì đương nhiên rồi, xuống nè. Mười, phải à, căng từ từ, căng lưng đừng buông luôn nha. Rồi căng lưng, căng lưng, căng căng căng. Sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan Thor Siêu Quận 9 á, thì em thấy phòng gym đẹp không? Năm bài tập trên máy Smith quan trọng nhất cho nữ. 1. Smith Machine Squat. 2. Smith Machine Row. 3. Smith Machine Lunges. 4. Smith Machine Incline Press. 5. Smith Machine Hip Thrust. Thầy thể dục Duy Nguyễn xin kính chào các bạn. Và hôm nay là thầy thể dục Duy Nguyễn hân hạnh quay trở lại cùng với một model có tuổi mà chưa có tên trong trung tâm gym THL. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một chủ đề về những cái bài tập mà giúp cho phụ nữ mà ngực nở mông to nha các bạn. Và sau lưng Duy Nguyễn đây là chiếc máy Smith Machine. Chiếc máy Smith Machine thuộc dòng BBL. Ở trung tâm THL gym của Duy Nguyễn có 10 máy này. Ủa 8 máy. Có 8 cái máy này nha các bạn. Thì bị chia mỗi trung tâm 2 máy. Thì cái máy là cái máy rất là quan trọng trong phòng thể hình. Các bạn không thể nào không có được. Đó nhiều khi chỗ nào đầu tư phòng mà không có cái máy là bị thiếu sót rất là lớn nha các bạn. Thì đây là dòng BBL. Cái máy này máy tên là Smith Machine. Các bạn vui lòng học thuộc tên máy để các bạn đọc giáo án cho nó dễ. Cái máy này có giá trị bên Mỹ á. Thì máy nhập Mỹ mà. Cái giá trị bên Mỹ á là khoảng 115 triệu. Cộng VAT rồi nha bạn, VAT tính Việt Nam cộng VAT 15 triệu chưa tiền ship, chưa tiền lắp, chưa có tiền ráp, chưa tiền vận chuyển. Thì mấy cái tiền đó thì mình không nói, mình nói giá gốc thôi. Cái giá gốc là 115 triệu nha các bạn. Bạn có thể lên web của nhà sản xuất mà chắc. Rồi, đầu tiên mình sẽ thử máy. Máy mít có cách thử mà. Mấy bạn vô phòng gym làm bằng thử nha. Đó, đưa lên vị trí cao nhất. Thả xuống. Ghê chưa? Bạn thả xuống nước cái đùng là toan rồi. Rồi xong, đi kéo xuống từ từ chút xíu. Cho nó tạo cái đợt không? Âm thanh nghe không? Vô đó, kéo xuống. Nó rớt đều không? Nó cân bằng không? Cái máy Smith đó, nó quan trọng nhất là cái thanh barbell này nó phải thẳng. Cái trục nó phải ok. Cái đó là cái quan trọng nhất thôi. Còn cái khung máy nó chắc thì chuyện thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái đã gọi là cái máy Smith mà cái trục nó mà tàu lao là cái gì đó không quăng cái máy Smith nha các bạn. Đây là cái test máy đó, chúng ta test máy. Ok, tốt. Thật ra máy này cũng mới về có đây chừng tháng nha các bạn. Rồi quay lại mẫu em có phải là người tập đầu tiên không? Không biết, tuần trước tập rồi. Đây xin giới thiệu với bạn model dạo này rẻ hơi nhiều, bạn nhìn nè. Biết sao mà tại vì qua bên TH là chim quận 7 mà dọn dẹp vệ sinh với lau máy, nhưng mà bởi là khu sinh thái cái ao hồ này nọ nhiều mà giá như là lockdown 4 tháng á, nên mũi đẻ hơi ghê đó, nên mũi nó quất. Trời ơi, người còn gì đâu nè, quất tè đây học ghê luôn đó. Anh cũng bị nó, mà bị ít thôi nha các bạn. Đâu anh đâu có bị đâu, không biết, tôi thấy ngứa rồi. Thôi chúng ta quay vào nội dung video nha các bạn. Rồi động tác squat bình thường, nhưng mà ở đây là chúng ta squat máy Smith. Máy Smith là một cái động tác nó rất là chuẩn và dễ để cho sau này em squat bên cây kia. Nhưng tất nhiên phụ nữ thì anh cũng không khuyến nghị cần phải squat bên cây kia để anh thủy thô gì cả. Đó, chỉ cần squat tốt đây là được rồi. Thì bây giờ em vô em tập cho các bạn coi đi. Thôi, cái vị trí chân nha. Nè. Cái vị trí chân nè. Nhìn cái cây nè. Lướt mắt qua nhìn cái cây. Rồi. Cái cây này cái chân nó phải nằm giữa cái cây, ok. Cái bàn chân nằm giữa cái cây. Dạ. Okay. Rồi xong khi em xuống là cái đùi của em nè. Cái đùi của em nó gần cái đùi gối với mông đây đúng không? Thì cái phần cây nó sẽ rớt vô giữa cái đùi. Rồi cái lưng, lóc cái lưng lại. Đó.
giỏng cái phao câu ra, lên thẳng, mở ra em. Ừ. Rồi, lên. Lên thẳng thêm xíu nữa được không? Lên thẳng, lên thẳng thêm xíu nữa. Lên. Thẳng thêm xíu nữa là như này nó. Tức là cái đó vậy đó, đó. Thẳng thêm xíu nữa là như vậy đó. Rồi. Thẳng chưa? Lên. Đó, ờ. Đúng rồi. Nhạc tập quá nó khó chịu tập rồi. 10 cái. Tập cho quen đi chút lên. Thầy đếm đi thầy. 8 9 10 rồi gác vô. Gác vô, gác đàng hoàng giùm em. Rồi, gác, thả xuống. Rồi. Ok. Lên. Rồi. Ok. Ok. Đếm đi. 4. Chẳng có cái đó, đúng rồi đó. Lên cao cao. Được rồi. 5 6 7 8 9 10 gác vô. Gác vô. Đúng rồi. Ra. Ok. Ra. Rồi xuống. Yeah. Lên. 2 3 4 5 6 7 8 cái 9 giữ lại đi, cái 9 giữ lại đi, nói một cái cho mấy bạn nghe nè. Bạn coi cái 9 nè. Đúng không? Khi đỡ nè. Là ở chỗ này là chỗ bảo hiểm nha bạn. Má bồ bịch mới đỡ gì được nha bạn. Dưới mô đồ mới đỡ gì được nha bạn, mà ra mà đỡ cho khách người ta chứ quýnh chết. Đúng không? Khoan khoan ra đây mình phân tích chút cái điểm đó nó đúng không? Khi em tựa xuống đó là nó tì vô cái bụng anh là nó chịu lực lại rồi. Là không bao giờ mà em bị đè hết á. Và từ cái điểm đó em lên. Khi mà nặng nó phải lên như vậy. Minh họa thêm cái nữa nè. Bài này à. Vô. 10 cái lệnh. Vô. Vô thầy ơi thầy à. Vô nào. Rồi để anh đếm khẩu lệnh nè. Vào đếm chưa, đi. Chưa. À. Mông to đùi thon. Tướng sexy bắt đầu vô. Rồi. Ừ đúng rồi đó. Ừ ok. 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 Bảy tiếp. Tám tiếp. Chín. Lên. Rồi xong. Đỡ cũng mệt đó các bạn. Đỡ cũng mệt. Ở đấy hát. Đỡ cũng mệt. Tập mới mệt. Rồi bây giờ anh sẽ chỉ em tiếp bài rô. Bài này là tập là cái dáng nó ra gần như là tư thế mãi ấy luôn á. Rồi cái lưng dịch lên nó rất là tốt cho cái cơ lưng và cơ tay. Thấy không? Mà khi mà em thực bài hiện bài rô cho mấy mít em phải quay ra ngoài. Em nhìn cái cần nè. Cái cần nè. Em phải cầm cái tay để kéo cái cần ngược ra phía sau rồi nè. Ok mới được. Do đó mình phải quay ra ngoài. Yeah. Cách mình cầm tay cầm vừa phải thôi. Đó cầm như vậy. Đứng dậy. Không cong lưng nha. Giật lên. Đó giật lên ngay về bụng nè. Nhìn cái đoạn lên ngay bụng nữa không? Yeah. Chạm bụng luôn. Xuống từ từ thôi. Đó giật lên. Đó. Không? Lên nè lên thở ra. Không? 5kg em nổi không? Nổi chứ. Xuống á là nó phải căng vậy. Để cảm giác cái lưng mình nó căng ra. Đó lên kéo ép lưng lại. Rồi vô. Thì Phạm coi. Rồi đúng rồi đó. Chưa được. Cứ xích lên. Ừ. Giật lên ra đây nè. Rồi. Nè. Đó. Ok nhớ nha. Rồi thả xuống. Rồi kéo lên. Tới điểm này nhấc chưa? Nhấc lưng chưa? Tới điểm nhấc lưng chưa? Nhấc cả tay nữa. Ừ. Ok. Đúng rồi đấy anh đỡ tay đi. Cái form chuẩn chưa chứ? Chuẩn thôi em nghĩ. Okay. Cái chân đứng cho vững vào. Đúng rồi, cái lưng có thể gập lên gập xuống một xíu chứ không cần phải cố định. Đó. Ok. À, rồi thôi. Để xuống luôn, này không cần nhắc vào. À, ok. Ngọt nha. Lên. Hiệu quay coi. 1 2 3. Yeah.
5 lên 6 7 8 khép khép của chỏ vào 9 10 1 thôi. Rồi, nghỉ tí đi. 1 2 3 4 2 3 4 đúng rồi đó. 5 lưng bật bật vô đúng rồi đó. 6 7 8 9 kệ nó đi. 10 đấy à, căng từ từ, căng lưng đừng buông luôn nha. Rồi căng lưng, căng lưng, căng 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 cái lưng. Rồi thả ra đi. 1 2 3 rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thôi. Căng 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 căng. Rồi thôi ra đi. Rồi bài tiếp theo mà anh giới thiệu với em á là bài crunch. Bài này có tác dụng tập đùi với mông tiếp. Mình đang chuyên mông với đùi, nãy là bài squat, bài lunge nó cũng vậy, nhưng mà cái cơ chế lunge nó khác cơ chế squat. Squat là ngồi xổm đứng dậy, ngồi xổm dậy, lunge là bước đổi chân, bước đổi chân, bước đổi chân. Rồi bài lunge trên máy mix là một trong bài rất là tuyệt vời. Đó, nó sướng hơn rất nhiều so với bài barbell lunge nha. Cái bài barbell lunge đó là bài dành cho mấy thằng bodybuilding nó tập thôi. Chứ bài đó người thường rất khó tập, giữ thăng bằng trên cây đó rất khó và cái bài đó rất là nặng. Rồi nên cái máy mix là sự chọn lựa tuyệt vời. Tuyệt vời. Nó tập ra một hồi lưng vậy là mới đúng bài nha các bạn. Rồi bước chân, bước ra sau, bước ra trước gì sao cũng được đó. Bước ra sau chứ em bước rồi, bước đi. Rồi không cần đổi, một chân thôi, mình nhồi luôn không có đổi chân. Rồi lên đó, xong rồi xuống nữa đó đó đúng rồi đó đó. Vô tập đây nè, đang tập đây nè, chân chân trụ nó vô đây nha. Nó đạp mông nhảnh lên nè, nó này tập vô mông bên này với đùi. Cái này nó cũng có một miếng nhưng mà nó không nhiều bằng cái này. Nhớ hơn, nha. Vào chân trụ hơn. Ok. 10 cái đổi chân. Đúng rồi. Rồi, đổi chân. Tập luôn. Đổi chân. Rồi. Đổi chân tập đi. 1 2 3 4. Ông mình cái cây, ông mình cái cây, ông mình cái cây. 4. Bật đây ra. 5 6 7 8 9 10. Rồi, gác vô, ra nghỉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi đổi chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, ok. Tập 15 cái nha. 15 hả? 1 Ok. 2 3 cái cuối đó. 4 Ghi bồ, ghi bóng thì chạy chạy đi. 5 6 7 8 9 10. Còn 5 cái nữa. 1 2 3 14 15. Rồi đổi chân. Giờ chặng đường 15 cái sau này mới chua nè. Cố lên. 1 Nhưng chúa mà hỏi sao biết. 2 3 có gì đâu. 4 5 6 7 8 9 10. 5 cái nữa. Ok. 11 5 Đếm 5 thôi. 3 2 13
14 15 gác vô. Méo luôn chứ. Đỡ mỏi cái vai. Nằm vô hả? Ừ, nằm vô luôn. Bây giờ cái bài này chúng ta sẽ tập phần ngực. Đó, phụ nữ chỉ tập ngực này thôi. Tập trên máy này rất là tốt. Đó, ngực trên với máy Smith. Nhưng mà kia nó sẽ ấp cái ghế có vẻ hơi bị sai. Đó, nó rớt xuống như này nó ngay mặt sau tập. Cái này nó rớt xuống nó rớt phải ngay véo. Không, ngay véo tại rồi đi, em đi ra đi. Bỏ ra. Em đi ra đi cho nó kéo ghế lên mới được. Rồi, để thử coi nó rớt ngay đâu. Đúng rồi đấy. Rồi, ok. Đó, rồi em cầm ở đây, cầm ở đây. Rồi, xong rồi đẩy mạnh lên. Đó, đẩy lên, đúng rồi. Đó, đó nó nặng không? Không, rồi. Đó, từ từ đấy, nói cái điểm cho dừng nè. Nó rớt sâu sâu xíu nữa. Đó, rồi, xong rồi mới đẩy lên. Đó. Đúng rồi. Cầm luôn được. Ờ. Đó, đẩy cho nó quen quen đi, yeah. Xếp này nháp nha. Đó. Rồi vô đi. Thôi vô đi gì. Để cho nó quen quen đi rồi xong ra nghỉ xong rồi mình vô sách kia tập thiệt chứ. Đất này nó rớt hơi thấp, nó rớt ngay đây nè. Rớt ngay đây nè, là đẹp, đẹp hơn. Rồi để cho nó quen đi. Không. Đó, rồi. Xong. Cái bài này rất tốt cho phần upper body nha. Bữa nay là tập full body rồi đó, lower body có, upper body có. Đấy, anh thấy chưa? Em nói mà. Nó rớt đúng mà, không sao, tập đi, nó rớt xuống nó rất là chuẩn. Cứ cãi thầy thể dục hoài. Dạ. Ê, cái tay. Ờ. Rồi. Đó. Xuống sâu sâu nữa coi. Nổi không? Ăn tiền là cái đoạn xuống sâu á. Vô đâm nó phải sâu sâu. Sáu cái nữa. Một. 2 3 4 5 6 gác vô. Gác vô luôn. Rồi ra nghỉ đi. 1 2 3. Rồi. 1 2 sâu 3 4 cái tay ép từ tí, cái tay. Rồi, lên. Em nói hả? Cái tay không mất luôn. 8 cái lệnh rồi. Tập 10 cái mà. 9 1, 2, 3, vô. 1 2 sai tay rồi kìa. Rồi 3 4 5 sai tay rồi. 6 7 8 9 Tổ hộ đi, mắc nè. 10 Rồi vô đi. Ra đi tập sai tay rồi. Chúng ta sẽ đến với một bài tập rất là hot của chị em phụ nữ. Mà lâu lâu đàn ông cũng tập đó nha. Cái bài tập này có tên là Hip Thrust. Có nhiều cách để Hip Thrust, nhưng mà Hip Thrust trên máy mix là một trong những cái động tác Hip Thrust nó dễ tập. Và nó nhanh, mà nó an toàn, mà nó chuẩn nữa đó. Và sau này khi mà Hip Thrust này, mà cái máy này nó bận quá, người ta dành nhiều quá, thì mình có thể qua cái cây barbell đem Hip Thrust. Nhưng mà nó sẽ cực hơn tí. Nó không có được ổn định được cái đường đi của cái này, mà nó sẽ nó lắc lắc, mình phải cầm, phải kìm. Rồi vô. Để ngay bụng, chúng ta để ngay bụng đáy nha. Rồi. Bụng dưới xíu nữa. Ừ đó. Giữa em nằm xích qua xíu để cho nó giữa cây rồi. Rồi em để xuống vị trí thấp nhất nè. Nè. Rồi, vị trí thấp nhất nha. 1 2 3 lên, giữ lại vị trí điểm cao đó. Chỗ này gồng chưa? Rồi cứng ngắc luôn rồi đó, được rồi đó. Thì đương nhiên. Rồi xuống nè. Từ từ thôi. Rồi, lên. Phải giữ điểm cao nha. 3 4 5 6 7 gồng mông chắc rồi nha. 8 9 10 cái nữa nè. Ok. Sao anh cầm hai bên đấy, cầm một bên. Cầm hai bên hả?
tập yếu phải đặt giúp đỡ nữa. Tự tập đi. Anh đừng có nhấc lên để em tự lấy. Rồi, ok. Rồi, nhớ điểm cao là phải gồng. Giữ. Vô mông không? Đâu? Được rồi. Mười mấy cái lạnh rồi. Rồi thả vô, thả từ từ. Lên tàu. Gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Lên. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Giữ luôn nè, giữ nè, rồi. Hả, từ thôi. Rồi. Một, hai, sâu nữa. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Cái nữa nè, giữ. Rồi hạ từ. Rồi. Tạm biệt các bạn nha. Khóa dạy học tới đây kết thúc. Mình ăn bánh xong rồi tới mình làm diễn viên nha các bạn. Mình tập xong rồi nha, bye bye các bạn nha. Mình ăn bánh xong mình lấy chia calo. Chia sẻ cho thầy đi. Thầy thể dục phải không? Đúng rồi, chia sẻ cho thầy thể dục đi. Thầy thể dục mà thầy thể dục mà gặp cô vật lý chắc đẹp đôi ha. Cô đã chỉ dạy vật lý thôi. Ừ. Dạy gì đâu. Thì anh đâu cần dạy gym. Anh dạy gym cho cô ấy. Cô ấy dạy vật lý cho anh là chuyển động trong ống đồ này được, vật chất lỏng rồi. Trong ra ngoài vô trong đấy. Đúng rồi đó. Em cũng có năng khiếu nha. Em học lý mà. Em cứ vậy thôi. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.